Và tép chống cháy chống lì cho nó phun, nó cây nó đứng nó nằm. Loại này là 1.000k một cặp nhé, 1.000.000 một cặp. Có phần tần đồng đúc đặc chống ẩm chống nước. Đây một dòng tép cao cấp, khung gỗ cực đẹp, 500 xịn, khung gỗ đen, khung gỗ vàng, bên mình gửi khắp Việt Nam. Anh em phải test ok thì chốt. Đây là cái loại ưu tú, hàng cực ngon. Tép siêu tép, đây là bản nâng cấp tiên tiến nhất thế giới. Và nó có bóng báo mé tín hiệu nhé, trong quá trình sử dụng bóng đèn không sáng mới ok. Chứ còn bóng bị sáng là tép đang cảnh báo dày tép, méo tín hiệu từ vang nước lọc. Bóng không sáng mới ok nhé. Cái một bóng bị sáng là anh em xem lại vang bị méo rất nặng. Bắt tép phang nhau lẫn lộn thì tép sẽ cảnh báo dày tép này. Đây là các bạn tiên tiến cảm biến dày tép hiện đại nhất. Dây dài 1 mét, về đấu đít loa, đít âm đi cục đẩy. Chứ còn bên mình cam kết không gửi các loại tụ cản này cho anh em nhé. Loại này nó rất hay cháy này. Anh em mà mua phễu này, mua củ 500, mua mét dây điện về anh em câu kiểu này nó rất hay cháy, hát phát là cháy ngay. Đây là nguyên nhân tại sao nó chói và nó hay cháy này. Bên này cam kết không làm nhé, bỏ sang một bên. Bên mình chỉ có loại cao cấp này thôi, 1.000k. Và cái loại thấp nhất của mình là 500k nhé. Ok nha.